với sự tham gia của các diễn viên Tiết Gia Yến, Lâm Văn Long, Tạ Thiên Hoa, Nguyễn Triều Tường, Lưu Bích Nhi, Mai Tiểu Huệ, Lưu Đan cùng một số diễn viên khác. Điều hành sản xuất từ Ngộ An, diễn viên Lồng Tiếng, Chí Hiếu, Bích Ngọc, Ý Nhi, Thùy Trang, Bình Nguyên, Anh Luân, Hoài Bảo, Huệ Phụng, Thanh Bình. Kỹ thuật Lồng Tiếng, Khởi Minh, Cẩm Thuận, Ngọc Tuấn, Thanh Liêm, Đình Luân. Bộ phim Gia đình vui vẻ hiện đại. Đi phỏng vấn. Alo, tôi đi. Ngày mai tới gặp mặt. Alo, xin lỗi, chắc các người làm lẫn rồi. Tôi không có gửi thư xin việc tới công ty các người. Michelle, có người tặng quà cho cô. Ai tặng gì? Tôi không biết. Chờ chút, Michelle à, dây một kiếm cô. Alo, tối nay ăn đồ Nhật Bản hả? Yes. Michelle à, dây hai cũng kiếm cô. Alo, ngày mai đi xem phim hả? Có bị nhầm lẫn hay không? Tôi không quen biết anh. Chờ chút à, Michelle à, dây ba cũng kiếm cô. Lại là ai nữa đi, tôi không muốn nghe. Xin hỏi có nhắn tin lại hay không? Là ai vậy? Không, công ty F&B điện thoại tới kêu Michelle ngày mai đi phỏng vấn xin việc. F&B là công ty lớn đó. Nè nè, tôi còn nghe nói là ông chủ ở đó đó sang lắm đó nha. Phải à? Năm ngoái công ty lợi nhuận cao, mỗi người được phát thêm 3 tháng lương, coi như là tiền hoa hồng nữa đó. Chà, nghe nói là công ty đó thăng chức nhanh hơn những công ty khác nữa đó. Phải rồi, tôi có bạn làm việc ở đó chưa tới 3 năm đã lên 5 cấp. Nói rất đúng. Nói trở lại, nếu như cô không muốn đi thì ăn đồ Nhật Bản với người ta. Chiều đãi cô ăn đồ Nhật Bản tức là người giàu sang rồi. Hay là cô đi xem phim với ổng đi. Tôi có người bạn khi lấy chồng rồi, sinh hoạt được khá lắm đó. Rảnh thì đi làm đẹp, dạo phố uống nước, như vậy là số 1 rồi. Đúng rồi, phải. Trời ơi, anh chị nói như vậy tôi cũng thấy động lòng lắm. Nhưng mà tiền lương của công ty F&B so với chỗ này thì có gì khác biệt? Có nhất định nhiều hơn cái mấy lần luôn á nghe. Đúng rồi. Có tiền đài thọ gì, có đài thọ nhà hay là bác sĩ hay không vậy? Dĩ nhiên là có, tốt hơn ở chỗ này nhiều luôn á. Vậy sao? Tôi giới thiệu thư giùm cho cô mà, tại sao tôi lại không biết chứ? Thì ra là anh chị đang giở trò. Anh chị đã gửi thư xin việc cho tôi, đưa thông tin lên mạng kiếm bạn giùm cho tôi nữa. Khi cho bao nhiêu người gọi tới đây kiếm tôi cũng là anh chị nữa. Thật ra anh chị làm bao nhiêu chuyện cũng là vì không muốn thấy mặt của tôi chứ gì. Cô biết được thì tốt rồi. Tôi nói thiệt mà. Thật ra không muốn nhìn thấy mặt tôi cũng có nhiều cách khác. Như là anh chị hãy từ chức. Tóm lại ngày nào tôi còn ở công ty này thì cũng là cấp trên của anh chị. Kể từ giờ phút này, tôi không muốn thấy một lá thư nào kêu tôi đi gặp mặt. Không muốn khi không vô cớ có cú điện thoại kêu tôi ra phố. Đây là mệnh lệnh. Có nghe chưa? Yes, ma'am. Chị Tự của sao? Chào. Sao các người như là bị chết cha vậy? Trời ơi, may là Kim Quê đã đi rồi, nếu không tát miệng của cậu à. Sao ai nấy mặt mày ủ rũ vậy? Bị con nữ mà đầu đó hành hạ hả? Cũng tại cậu ba thôi, nếu không đã đuổi được cổ đi rồi. Nè nè, con là Kim Nguyệt chứ không phải Đỗ Thừa. Cái cô Hồng Bạch Lam đó tại cổ khôn mà thôi. Nghe các con nói vậy nghĩa là chưa có cách đối phó với cổ hả? Cổ nói là nếu tụi con không muốn thấy mặt cổ thì có thể từ chức. Vậy đừng có chống đối nữa, nếu không bị người ta đuổi việc là chết. Con thật không tin. Đuổi gì người ta phải có lý do đó. Phải rồi, chúng ta đâu có làm lỗi. Chúng ta đều là phần tử tinh hoa của công ty gia nhân. Quốc ngữ, ngoại ngữ, toán học đều rành. Đàn ông xuất sắc, đàn bà xinh đẹp. Đuổi việc mình là mất mát của cổ đó. Cô Tư. Bà Trần. Sao chào bà. Chị Sa Khoan nói đã. Dặn cái TV cho lớn chút đi. Có tin tức đặc biệt gì? Không phải tin khủng bố tập kích chứ? Không phải. Thằng Minh con của tôi tối nay tham dự trả lời giật tiền của chị Vi Vi đó.
Thiệt hả? Con của chị thông minh vậy sao? Cũng thường thôi. Năm nay nó tốt nghiệp đại học, thấy rảnh rỗi cho nên đi tham gia chơi. Chương trình đó có giải thưởng, có nhiều đồ điện, dàn máy âm thanh vật dụng trong nhà, phiếu rửa xe cũng nhiều lắm đó nha. Phải đó chị Sa, chị thích phần nào chờ con tôi lý về sẽ tặng cho chị một phần. Cảm ơn. Làm như con bả sẽ nhất định giật giải vậy. Rõ ràng tới khoe khoang mà thôi. Nếu không sao không coi ở nhà mà chạy tới đây coi làm gì chứ, đúng vậy không? Vì thấy tivi chỗ này đủ lớn mà. Con của tôi kìa. Bây giờ chỉ còn hai người vào vòng chung kết là Trần Tiểu Minh và bà Chiêu Lý Thục Phấn. Chà, hên quá vậy trời, đấu với bà cô luôn kìa. Bà Trần à, con của bà nhất định được thắng. Phải. Chẳng phải là anh hùng. Ai bị Sở Hòa Dương với Quang? Trần Tiểu Minh. Sở Nguyên. Trả lời sai, có bổ sung không? Ức Nguyên. Đúng. Sở Nguyên, người nhà quảnh nhìn thấy thì nhất định cũng bị phun lửa. Tiếp theo là đề sinh ngữ, Trạm Thái Tử có xe điện ngầm tên tiếng Anh là gì? Trần Tiểu Minh. Tai Chi. Sai. Không phải chứ. Đình xe qua. Không sai. Tiếp theo là đề số học, xin hỏi trong bảng nhân chia 3 x 7 là bao nhiêu? Trần Tiểu Minh. 24. Lại sai. 21. Không phải chứ. 3 x 7, 21 mà cũng không biết nữa. Trời ơi, đúng là trời đất quỷ thần ơi luôn đó nha. Em được đón như vậy kỳ lắm á. Trời trời, ba chữ mất tiêu rồi. Phải đi thôi, không còn làm cho mất mặt như vậy. Ở đây cho người ta cười thúi đầu hả? Ăn đồ đi. Rồi được rồi, cảm ơn cậu ba. Cảm ơn. Quán ăn ở dưới có người giao đồ ăn tới, tốt vậy hả? Thì cậu là người giao đồ ăn mà. Còn người này. Ông nói gì vậy chứ hả? Nói chậm một chút, chắc là sẽ hiểu mà. Slow, please, please. An appointment with Miss Hong. Ê, nè nè, ông nói gì? À, Nguyệt, ông kiếm anh. Ê, kiếm con kìa, nấu sớm chút đi. Ông là gì? What are you talking about? Ông lại nói gì vậy? Chắc là ông tới hỏi đường thôi mà. Trời ơi, hỏi đường là kiếm phòng di tính. Phòng di tính kìa, có biết không? Ông nói vậy. À, ông muốn trù tôi hả? Du trù mi hả? Nè, thôi, bỏ. Ông xuống dưới giùm đi ha. Đúng là phiền phức hà, bây giờ tự do cho người ngoại quốc tràn qua bên này. Ăn cơm. Ăn cơm trước đi. Ý, David chưa tới hả? Hả? David hả? David nào? David là giám đốc của JBC. Đáng lẽ tôi hẹn ổng là 3 giờ, nhưng mà ổng bận việc đột ngột nên hẹn không kịp. Tôi đã kêu ổng tới công ty để chờ tôi một chút. Theo lẽ thì bây giờ đã tới nơi rồi chứ. Chắc là kẹt xe. Chắc. Ổng nói là đi xe lửa hầm mà. Phải, xe lửa hầm sao lại bị kẹt xe chứ. Tôi nghĩ có lẽ ổng không biết đường cho nên đang tìm. Nhưng mà kiểu một điện thoại cho tôi nói là đã tới dưới lầu công ty rồi. Người ngoại quốc nói láo dữ lắm á. Đúng. Đã về tới hả? Nè, ông David này vừa rồi ở ngoài cầu thang đi lên đi xuống, tôi hỏi ổng có chuyện gì, ổng nói đã hẹn với cô á. Không cần, cảm ơn chúng tôi, không cần, đừng khách sáo. You are welcome. Ông mà nói tầm bậy tầm bạ, tôi đánh ông chết. Do re mi fa sol son fa mi re do. Thôi chết rồi, cái con Michelle kêu mình vô đây không biết có chuyện gì không nữa. Thôi chết, có phải vì cái chuyện David hôm trước hay không? Không chứ hả, người khách đó bằng bạc rồi bỏ đi. Chúng ta có khiến cho công ty bị tổn thất gì đâu. Quan trọng là xảy ra chuyện là chuyện của ba người, không liên quan chúng tôi rồi nha. Có phải là phát thư cảnh cáo hay không vậy? Trời ơi, các người yên tâm đi, cổ không kêu tôi đánh thư nếu có sẽ biết liền. Trời ơi, như vậy càng chết. Bây giờ chỉ còn có cái giả thuyết. Không lẽ là như lần trước á, đón được mối làm ăn lớn như của công ty A&B hay sao? Không phải gì chứ. Anh chị hãy lấy mỗi người một hồ sơ. Mặc kệ là bản chuyến tàu hay là hóa đơn đặt cọc hay là bản làm gì cũng được. Bây giờ làm việc anh chị tìm ra những lỗi lầm sai trái ở trong đó đi. Trời ơi, cái này dễ dàng thôi mà. Ý cha, cái bản chuyến tàu này trên thì viết là Austria, còn ở dưới thì viết là Australia.
Thật ra là đi Úc hay là đi Áo Đại Lợi đi hả? Làm gì đây? Cái bản báo cáo thu chi này, dấu phẩy đã biến thành dấu chấm. 46.800 đã biến thành 46.80. Vậy là sao? Cái này nè, càng tức cười hơn nữa nha. Trạm Kim Chung á là ghi là Admiralty. Chỗ này là đánh là Golden Bell. Sao mà lợi hại quá vậy? Là công ty nào đây ta? Anh chị cứ gỡ ra cái dấu xếp ở trên là biết được chi gì. Cứ gỡ ra đi. Hả? Công ty nào? Bản chuyến tàu này là cô làm đó Lily. Lỡ bị sơ ý thôi. Xin lỗi. Bản làm việc này là của Hải Đường. Xin lỗi nha. Lúc đầu khi nhìn thấy văn kiện này thì tôi cũng như anh chị bây giờ rất là kinh ngạc. Thiệt là hiếm hoi. Trong cùng một công ty, trong cùng một bộ phận mà anh Văn Quốc Văn với lại số học đều kém đến như vậy. Để nâng cao tiêu chuẩn của anh chị, để cao hiệu suất của công ty, tôi quyết định 2 tuần lễ sau sẽ tiến hành thi căn bản khả năng công tác. Lỡ như chúng tôi không có đủ điểm thì sao hả? Nếu như không đủ điểm á, có nghĩa là đã không phù hợp với yêu cầu của công ty thì phải xin tự động từ chức. Hơi đúng là mánh mung mà. Gài bẫy để chơi mình. Rõ ràng là muốn đá mình mà. Hả? Trà sữa bánh trứng hay bún nuôi có vấn đề sao? Dạ không phải má Từ. Tụi con nói là cô Hồng Bạch Lam giám đốc mới của công ty kìa. Lại là cái túi nhựa đỏ trắng xanh. Thì phải, cô nói ngoại ngữ, quốc ngữ của tụi con đều không khá, cho nên phải tham gia thi căn bản khả năng công tác. Còn nói nếu như không đủ điểm sẽ bị đuổi việc nữa đó. Hỏi như vậy có phải là chơi bọn em hay không? Thì ra là như vậy. Nhưng mà nói đi phải nói lại, mọi người có vấn đề gì không? Đương nhiên không phải rồi. Chỉ là tình cờ ngẫu nhiên để cô kiếm được một bản văn kiện tệ nhất, rồi cô nắm được cái cán đó phát huy lên thôi. Thì phải, cái bản tốt không lấy mà lấy cái bản xấu, rõ ràng chơi tụi con mà. Nè, nếu chúng tôi thiệt tệ như vậy á, thì công ty gia nhân làm sao mà kiếm tiền mỗi năm và bị đóng cửa lâu rồi á. Nói đúng, đúng là quan mới nhậm chức hay ra quay muốn bắt nạt mọi người thôi mà. Dù sao nếu có thực lực thì đâu có ngại thi cử, có phải hay không? Nè má Từ, tụi con không phải nói tụi con đâu. Vì phẩm chất của chúng ta cao, dù hoàn cảnh nguy hiểm cách mấy, chúng ta vẫn nắm vững phần thắng mà, có đúng không? Nhưng bị cổ phá như vậy, tụi con chỉ ngại cho mấy người chung sở thôi. Phải. Nếu các con có lòng tin như vậy thì chắc không sao. Ngoan đi con, làm bài mau đi. Khó làm quá, con không muốn làm đâu. Alo. Đây là bài làm 3 nhập 1 thôi mà. Quốc văn là sở trường của anh đó, để anh dạy cho em ha. Ngoại ngữ chị rành nhất, để chị dạy cho em. Tuần nào chú cũng chơi cá ngựa, mấy cái bài toán này để chú dạy cho chắc ăn nhất luôn á nghe. Nè nghe đây, cái câu thành ngữ mộc luận nuốt táo có nghĩa là đừng có nuốt táo bừa bãi đó, có biết không vậy hả nhóc con? Mộc luận nuốt táo. Cái từ này càng đơn giản, tiếng Anh của mắt kính thì là classic. Là classic. Thì đó. Học nhanh thiệt ha. Diện tích hình tam giác, đề toán. Dễ thôi mà, dễ thôi. hay quá. Minh à, làm bài thế nào rồi con? Cái gì? Mộc luận nuốt táo. Cố anh đã dạy con, anh nói ý của mộc luận nuốt táo là đừng có ăn táo bỏ bừa bãi. Thành ngữ này phải đọc là phốc luận nuốt táo. Ý nói là không có cái ý dung hội quán thông. Nè, còn mắt kiến thì gọi là class. Sao lại viết chữ L thành chữ A vậy hả con? Cố chị đã dạy con. Nè, cái này thì càng quá đáng ơn. Diện tích của hình tam giác là 1 kéo 2 trừ 3. Là chú mập dạy con. Phải là đáy nhân cao chia 2. Ba anh chị thiệt là quá đáng nha. Quốc ngữ ngoại ngữ toán đều rất là tệ. Đừng có dạy bậy cho con của tôi đó. Trời ơi, ở đây ăn riết sẽ biến thành ngu đó. Đi đi con. Xin lỗi nha. Xin lỗi. Không cần phải phản ứng dữ vậy chứ. Đây là đề thi bậc đại học cho em bé siêu năng hay sao? Phải đó, đây không phải là thi trạng nguyên mà. Chỗ này có viết bài vở bổ sung của tiểu học năm lớp 4. Wow, dàn trận ra, nhìn thiệt là nghiêm túc đó nha.
Thì phải, đúng là bể học vô bờ. Biết sỉ nhục cũng là dũng cảm. Thật ra thi cử có gì khó khăn đâu, chỉ là những thứ ngày xưa tụi con tạm gác lại thôi, nên mới lỡ quên không phải sao? Phải rồi, giống như mở vòi nước, đã lâu không dùng thì bị nghẹt thôi, chỉ cần thông đó một cái thôi à. Giống như em bài đọc thường ngày đó, thông ra hết trơn. Thì coi như là đọc truyện thôi, ôn lại là sẽ nhớ lại hết mà, có đúng không? Được, má ủng hộ toàn lực, đừng có làm phiền tới họ ha. Phải giảm âm thanh vừa đủ nghe, đừng có làm ồn. Muốn không làm phiền họ thì mình ra phố. Không cần khẩn trương như vậy, với tư chất của tụi con, 1-2 tiếng đồng hồ đã đủ rồi mà. Phải rồi má Tư, sẵn bây giờ mới có 6 giờ thôi, hay là má vo gạo làm cơm cho tụi con ăn đi ha. Chà, nói không chừng nước chưa sôi á, tụi em đã phá ổ mà ra trí tuệ đầy mình. Vậy má đi nấu cơm, các con thì lo ôn bài, lát cùng nhau ăn cơm ha. Tốt, chúng ta cùng nhau bắt đầu đi ha. Với thời gian ngắn nhất phải đọc cho hết. Lúc đó thì nguyên thần quy về thạch phá thiên kinh. Cố gắng. Chuyện gì vậy? Rồi. Không biết tại sao đọc hoài mà cũng không nhớ nữa nè. Ôi trời, em cũng vậy. Đọc qua trang 2 là trang 1 đã quên sạch hết rồi. Sao mà cái bản nhân chia này khó đọc quá vậy? 9 nhân 2 không phải 13 hay sao? Từ từ đi, không cần khẩn trương như vậy. Trời ơi má, má đừng có quấy rầy tụi con nữa. Má vô trỏng tiếp tục làm cơm đi. Còn làm cơm hả? Các con coi, cơm đã nấu xong 5 tiếng đồng hồ. Ôi trời, không phải chứ. Bây giờ 11 giờ rồi. Sao lại như vậy? Mấy tiếng đồng hồ mà không nhớ được chữ nào. Trời, bình tĩnh lại đi. Thật ra học hành quan trọng nhất là trí nhớ. Giống như lúc trước đó má học ở sở cảnh sát. Wow, sách vở dày như danh bạ điện thoại. Nhưng mà má vẫn nhớ được hết tất cả. Như là tiết 4 chương 3 thì nói về phép kỷ luật, tiết 7 chương 5 thì nói về phương phòng hối lộ, tiết 10 chương 9 thì nói về phép trị an. Má lợi hại quá vậy. Phải, chuyện 30 năm trước mà má còn nhớ rất rõ hả? Ê, mạnh khỏe gì, lạy Bồ Tát gì, uống nước bộ gì chứ hả? Làm gì có. Chị có tài như vậy dạy tụi nó đi. Phải rồi má Từ, kể ra nghe đi. Đúng rồi đó. Má cũng không biết, má không biết tại sao má lại nhớ dai. Không thể nào. Có lẽ có liên quan tới thói quen sinh hoạt của má. Nếu là như vậy thì ngày mai các con cả ngày đi theo má, vậy sẽ biết được rõ ràng. Dạ được. Nè, không phải nói cả ngày đi theo má sao còn không thay đồ? Đi đâu? Đi uống trà hả? Tập thể thao. Tập thể thao? Mới có 4 giờ rưỡi thôi mà. Không phải 6 giờ mới đi hay sao? Không cần sớm tới vậy chứ. Đúng rồi. Ngủ thêm một lát nữa đi. Rồi, ngủ. Nè, đứng lại. Bây giờ đã trễ, qua sông tới công viên đỉnh núi là đúng 6 giờ sáng đó. Công viên đỉnh núi. Đi mau chút đi. Trời ơi, coi các con kìa, đi kiểu gì lén lút lấp ló như người hút xì ke vậy. Má, lạnh quá đi. Dạ phải, sương mù nhiều quá. Dậy sớm quá thì hai chân sẽ bị run. Trời ơi, chị hai ơi, hay là đi uống trà đi hả chị hai? Được không, được không? Tốt. Đứng lại. Thiệt là nhiều trò mà. Ăn nó cái bụng trương lên làm sao mà tập. Phải tập xong mới ăn. Các con đừng có quên, hôm nay theo má tới đây là có mục đích. Có lẽ là má tập thể dục nhiều nên nhớ da cho nên mới thông minh. Bây giờ cố gắng vẫn còn kịp đó. Dạ được. Vậy phải làm gì trước? Thể thao tự do, đánh ghen hay là đua ngựa? Thì đó, thấy thấy hơi đau bụng. Nè, các con qua đường đá nhỏ chờ má ha. Đúng là lắm trò. Đường đá nhỏ kìa. Chờ, má kêu chúng ta tới đây không lẽ nắng bóp lòng bàn chân hay sao? Nắng bóp lòng bàn chân kích thích quyệt gì khiến cho máu được tuần hoàn, tăng cường cơ năng đại não, má nhất định làm nhiều cho nên nhớ dai. Nếu biết thì không tới Phan Kim Liên bị tốn nhiều tiền vậy. Coi như tham gia trưởng môn vô địch siêu cấp chơi. Đau vậy làm sao mà đi? Đúng là rỉ ra nước mắt luôn. Còn hơn là tập đại cực hình luôn á. Đau nghĩa là không thông, thông thì không đau. Vài hôm nữa là tới thi cử, chứ dù có đau khách mấy cũng phải đã thông quyệt đạo. Đúng, đành phải liều một phen thôi.
bỏ mặc tất cả đi. Sáng lên, sáng lên đi. Đem tăng ký lên nha, đem tăng ký cho. Nè 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 nè, sợ gì cái thân mặt này, không có sợ gì đâu. Ráng lên, ráng lên đi. Ui, nè bà xã, giờ này em nặng hơn trước nhiều. Nặng gì có. Nè 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 nè, các con làm gì vậy hả? Thì là đã thông nguyệt đạo. Trời ơi, má biểu các con chở đường đá nhỏ chứ đâu có biểu con đi đường đá nhỏ đâu. Hả? Chị không có đi sao? Đương nhiên là không đi, đau lắm. Vậy thường ngày mới làm cái gì? Cái này đi không phải chứ. Sao lại không? Đừng có coi nhẹ mấy cái thứ đồ này, khó khăn lắm. Các em bé cảm ơn. Nè, chúng ta chơi. 1, 2, 3. Ha ha. Nguyệt à, con làm gì vậy hả? Dạ phải, đánh đu cả tiếng đồng hồ. Cái tay sao không bị rung được chứ má Tự? Em đã chơi hết cả mấy tiếng đồng hồ, bây giờ bao tử như không được khỏe. Thiệt muốn ói quá. Cậu mới muốn chết nè, cởi ngựa suốt 2 tiếng đồng hồ, đau lưng nhức mỏi quá trời. Tại vì thường ngày ít tập thể dục thôi, sao má không bị như vậy? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tập thể thao xong thấy người khỏe khoắn hơn trước nhiều. Thì phải, sao trí nhớ cũng không thấy khá hơn trước? Đầu óc như vẫn bị bế tắc hay sao? Cấp tóc sẽ hư chuyện, đâu có công hiệu mau vậy chứ. Ê, má không sao chứ? Nè uống miếng trà đi. Trời ơi cô Từ à, cô bị dướng đàm nhưng khạc không ra hả? Để tôi giúp cô nha, tôi vỗ cho cô vài cái là ra chứ gì ha. Đây đây đây, uống miếng trà đi. Hết chưa? Vậy là hết rồi chứ gì? Thoải mái rồi, cảm ơn ha. Không có gì. Đập cục đàm văng ra, con người thấy thiệt khỏe khoắn, đầu óc cũng xoay sở nhanh hơn. Đương nhiên, nếu bị dướng đàm hả, đập nó ra rồi sẽ được suôn sẻ hơn. Tôi đi toilet một chút ha. Được rồi, tự nhiên ha. Nè nè nè, hai người có nghe cái gì không hả? Cục đàm. Ê, như là thằng khờ bái thọ, đập cục đàm ra rồi con người sẽ biến thành thông minh. Vậy thì đập đi. Chúng ta xoay vòng vòng, con đập cho em lộ, cậu thì đập cho con hả? Con đập cho cậu. Thử đi. Mạnh tay một chút đi, gãy ngứa sao? Anh sợ làm em đau thôi mà. Không thử làm sao biết chứ. Vậy thử nghe.